Đây là một dãy biệt thự liền kề trong khu đô thị Sipucha. Bề ngoài những căn biệt thự này giống hệt nhau, vô tình đã tạo nên một nét tẻ nhạt không đáng có. Tại căn biệt thự này là tổ ấm của một gia đình nhỏ có 4 thành viên, là những người tương đối thành đạt trong cả công việc và đời sống. Gia chủ đã yêu cầu kiến trúc sư tạo cho mình một không gian sống, thể hiện rõ phong cách năng động của mình. Bên cạnh sự tiện nghi, thoải mái, không thể thiếu vắng sự tồn tại sống động của thiên nhiên trong sinh hoạt hàng ngày. Trên hiện trạng của căn biệt thự được xây dựng sẵn, bị hạn chế về không gian với rất nhiều bức tường ngăn, người kiến trúc sư đã lựa chọn giải pháp phá bỏ hết những bức tường có thể, sắp xếp lại toàn bộ bố cục của phòng chức năng. Đồng thời sử dụng kiến trúc phong cảnh để làm tôn lên bố cục đó, mang tới một tổng thể thống nhất cho cả biệt thự. Đó cũng là một nét không thể thiếu của kiến trúc theo phong cách đương đại này. Cái đặc điểm của cái nội thất này là dựa trên một cái nhà đã có sẵn của ban quản lý khu Sipucha đã xây. Thế thì mình nhận về là mình sẽ làm lại thiết kế, design cái nội thất và tạo những cái sự thay đổi về không gian, rồi cái style cho những cái furniture, cái màu sắc của tòa nhà, của nội thất để tạo nên một cái không gian nó phù hợp với cái nhu cầu của chủ nhà. Thế, có thể nói là cái phong cách kiến trúc của cái không gian này là nó một phong cách tương đối hiện đại. Và nó cũng không hẳn, nhưng mà nó cũng có thể nói là tương đối đương đại, tức là nó phù hợp với cái phong cách cuộc sống bây giờ, với con người, những con người mà đang theo nhịp sống hiện nay. Tại khu vực phòng khách bị hạn chế bởi một bức tường không thể phá bỏ, kiến trúc sư đã xử lý bằng cách bố trí một bể cám hẳn làm điểm nhấn cho toàn bộ không gian nơi đây. Cách xử lý khéo léo này đã mang tới nét đặc biệt cho không gian nơi đây và thể hiện phần nào đẳng cấp của gia chủ. Bên cạnh đó, những đồ nội thất ở phòng khách đều hòa hợp tinh tế với những chi tiết trang trí trên tường trần, mang đến cảm giác ấm cúng và thân thiện cho những người đặt chân đến đây. Nếu phòng khách là nơi đối ngoại, thì không gian sinh hoạt thực sự của cả gia đình chính là khu bếp và phòng ăn. Là một người cực khéo léo với tài nội trợ và thích tụ tập bạn bè tại gia đình, bà chủ đã yêu cầu kiến trúc sư thiết kế cho mình một gian bếp thật tiện nghi nhưng cũng phải thật phong cách. Yêu cầu khắt khe này đã hoàn toàn được thỏa mãn khi người kiến trúc sư đưa ra giải pháp về một căn bếp đôi liên thông với bàn ăn. Bên cạnh một căn bếp trong nhà với mọi trang thiết bị mà người nội trợ nào cũng mơ ước là một gian bếp nhỏ được đưa ra bên ngoài, cũng không kém phần đầy đủ, được thiết kế chu đáo để giải quyết những món ăn dậy mùi, đã khiến cho không gian của toàn bộ căn nhà luôn trong lành, một điều mà rất ít ngôi nhà khắc phục được. Cách sử dụng màu sắc tinh tế, mỗi đồ vật đều được lựa chọn một cách tỉ mỉ, đã luôn tạo cảm giác thích thú cho mọi người khi bước vào không gian này. Tôn thêm vẻ đẹp cho khu vực bếp, đồng thời đóng vai trò vô cùng quan trọng cho việc kiến tạo không gian sống hoàn hảo cho căn biệt thự này, chính là sự tài tình trong việc thiết kế kiến trúc phong cảnh ở đây. Một ngôi vườn không cầu kỳ với những hòn non bộ hay cây thế đắt tiền mà chỉ bao gồm những giống cây quen thuộc của vùng nhiệt đới, được kết hợp màu sắc một cách khéo léo với vẻ thô mộc của chất liệu đá đã mang đến những cảm giác bình yên tràn ngập tâm hồn khi được thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên gần gũi và tràn đầy sức sống đến vậy.
Có được cảm giác này chính là sự tài tình của người kiến trúc sư khi tìm ra một phong cách thiết kế hài hòa với khí hậu nhiệt đới nơi đây. Chủng loại cây nó phải phù hợp với đầu tiên là khí hậu đã, sau đó là đến cái phong cách kiến trúc của nhà, của nội thất nhà. Thế và những cái cây này thì anh toàn sử dụng là cây trồng tại Việt Nam, giống cây trồng tại Việt Nam, nhưng mà mình lựa chọn và mình kết hợp nó với nhau, nó cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà nó tạo nên một cái màu sắc ấm cúng mà mát mẻ vào mùa hè. Vào mùa đông thì nhìn lại không lạnh lẽo đâu, vào mùa đông bởi vì nó có những cái sắc và nó vẫn ấm lên được, chứ nó không nhất thiết là nó phải là chỉ mát cho mùa hè mà lạnh lẽo mùa đông. Bởi vì đây nó có những cái mảng gỗ trên tường, nhưng mà những mảng gỗ đấy là vào mùa đông nhìn nó rất thích, rất là ấm áp, nhưng bên cạnh đó thì nó có những dòng nước nó chảy xuống thì nó tạo lại một cái sự cân bằng, nó không quá khô khan. Lên đến tầng 2 là toàn bộ các phòng chức năng riêng của mỗi thành viên trong gia đình, thể hiện rõ tính cách của từng người nhưng vẫn thống nhất trong phong cách chung của toàn bộ ngôi nhà, hữu ích, tiện nghi, sang trọng và tất cả được gần gũi với thiên nhiên một cách tối đa. Đây quả là một không gian sống đáng mơ ước với nhiều người.